Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh em Sắt Đức Thắng nha, bà con. Bà con nhìn tướng Phụng mà sau khi mà được ngày ở không nè, không phải ở không, bữa nay đi sới hả Phụng? À, đứng đi sới nè anh em. Đi sới với đặt lưới cua nè, em nghe đâu được 4-5 triệu vậy đó anh em ơi. 4-5 triệu phải không? Cua 5 triệu mấy mà ra đây không xách một cái ngón giò cua cho anh em đó anh em. Không có đi bán cua cho anh em cũng được chứ đâu phải đi bán mới cho được đâu. Em với tài lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình, một con dân ma mới về nha bà con. Anh ra đây ồn anh em thông cảm bỏ qua giùm em nha. Thì mấy anh đang sửa cảo này nè. Là tài tính làm sẵn cái bàn ga cho anh em bà con cô bác mình luôn, để nhiều khi cái anh em có chốt máy cái bên em có vụ mà hay quên rồi chưa làm cho bà con cô bác mình á, cái gửi lên cái xuống bà con bị phiền. À, bên em bị sơ xuất cái vụ này hoài rồi, tại nó làm này em thấy hay lắm mà ngoại hình máy thì gì nữa anh em. Máy này là bị người ta sơn phủ màu xanh rồi về nó nãy nó thiếu nhớt cái gì tài. Thiếu nhớt hiện tại có trăm vuông anh em. Mặt gam thì em thấy tem mặt nó còn. Mà cái ưu điểm của máy này nãy là về là con có làm gì không? Dạ không. Xả dầu, đổ dầu vô xả dầu chạy. Đổ dầu vô xả dầu rồi chạy. Máy hình thì nó gì đây? Về mà được những cái máy mà đổ dầu vô xả dầu chạy là mừng lắm anh em ơi. Số CV của máy này là 004 823. Em nghe nói đổ dầu vô xả dầu chạy là mừng. Kiểu bữa nay có nên thừa làm à. Đi làm gì? Nên nữa. Anh em nhìn miệng nè. Xả dầu bọt là quất. Cùng dầu nữa anh em. Anh thấy không còn khá đẹp trai nha. HS7. Cái dòng này anh em chạy nó rất là lực luôn. Nó có búa dục nhưng nó đồng. Nó rất là mạnh, nó chạy nó rất là mạnh, em chuộng cái dòng này là chỗ nó mạnh. À, bị người ta xịt nước sơn sao chúng nó lem như mấy chỗ rồi nè. Mà dưới em cũng xin chia sẻ với anh em ha, là cái lô này về là cái giá nó khác nha nè, giá nó mới, giá giờ nó có nhỉnh lên đó. Cái lóc nó lên nhỉnh đẹp nè, hết sức luôn, giống như người ta mới xuất kem vậy. Giống như người ta mới xuất kem. Cộng với sao vậy nè. Máy này về là nó không có cái tâm nên anh em nhớ lưu ý giùm em nha. Không có cái tâm. Máy hình thì nó vậy đây. Đó. Hết sức đẹp. Anh em nhìn này nó còn nè, cái quạt gió nó còn chấm cái nút rùi nè, bánh chớn anh em ơi, hết nó hình dung nó đẹp luôn. Mà cái này nó không có tùm tùm này hơi khó kiếm cái ác đạn của ly này chứ, cái tùm nó bự thì nó hơi khó nè. Tao còn thử cái tùm bự, lấy cái tùm bự mình coi nó có vừa không, yêu cầu mà nó có cán thì mình chế ấy được. Cái tùm nghe tay con á tài, ừ đúng rồi, bự á, cái bự á, con lấy cái bự á, ừ đó, chủ yếu là lấy cán này đang mình chế mình hàng nó được nè. Im bên đây mày, em sợ nhất là cái vụ mà nó không có tung được. Cái này mình cắt ngay đây, mình hàng mình nói anh Tháp gì cũng được, yêu cầu mà có cái mặt này thì được rồi. Bà con nào có chốt mình tặng cái tung này về cho bà con, mình muốn chế giác cho bà con làm nha. Rồi trước tiên là giờ bắt nhà con test hàng cái máy HS7 này cho bà con mình đây. Nguyên bản lên nè, về xả dầu chạy ghê chưa anh em, ghê tài chưa, ghê chưa không miếng khối luôn. Tài tiền đây, tiền đây, tài đây, ngựa tiền tài mà còn thừa luôn á anh em, nghe ghê.
chưa? Đúng bài luôn á. Mấy ruộng nào lớn lớn á, tầm có bán 15 đến 25 công. Dầu này nó chạy đại bạn nhiều lắm. Ở ngoài ổng mà chơi còn mới dữ lắm thôi. Thứ nhất là nó nguyên thủy, anh em xài chứ nó được tốt rồi, không không có can thiệp gì vô hết. Thứ hai mà máy nó mới gì xài đã lắm. Còn cái bộ phận này cái găng để mình làm cái phen khi mà anh em làm cái nhà cầu á, thì em bên em tặng cho bà con cô bác mình ha. Bây giờ mình có đồ để mình làm. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 7,5 triệu em bao ship. Còn bà con cô bác nào mà đến cửa hàng bên em ha, bà con tự vận chuyển về. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Bà con tự vận chuyển về là em tính bà con 7 triệu, còn em bao ship toàn quốc em tính bà con là 7,5 triệu ha. Bà con nào có làm được cái máy này thì alo giùm em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây bà con. Chào tạm biệt bà con.